kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình VTV Kết Nối. Thưa quý vị, lên sóng ngay từ buổi phát thử nghiệm đầu tiên và là chương trình uy tín của Đài truyền Việt Nam suốt 50 năm qua. Thời sự sau nửa thế kỷ đã có những bước tiến dài. Trong suốt thời gian ấy, nhiều điều đã đổi thay, song có những giá trị vẫn còn mãi với thời sự. Nằm sâu trong con phố Võng Thị, Hà Nội, ngôi nhà ấm cúng của giáo sư Phong Lê và phó giáo sư Vân Thanh giống như rất nhiều gia đình khác, nơi đây bao năm vẫn luôn có một người bạn thân thiết. Gần 50 năm gắn bó với truyền hình, nhưng ký ức về ngày đầu tiên xem chương trình của truyền hình Việt Nam vẫn còn rất sâu sắc trong trí nhớ của hai ông bà. Hôm đó con gái tôi nó được tặng hoa của chương trình, thế thì vợ giáo sư Hoàng Trinh gọi tôi ngay chạy ra xem, thế là cả tôi sẽ chạy ra đến cái ô tuyến nó xem, thì có những cái đó là rất thích lắm. Thì nhu cầu lớn người ta là hiểu biết, là phải biết, phải hàng ngày có thông tin. Chứ còn báo chí thì đọc thì nó chật chội, mà lại có được hình ảnh sinh động rồi thì vân vân ấy. Thì đó là một cuộc cách mạng trong cái nhận thức của người ta, trong hoàn cảnh chiến tranh của ta mà có được một cái chương trình truyền hình tới 70 đó là một bước tiến rất lớn rồi. Ra đời trong bối cảnh đất nước còn chia cắt, chương trình thời sự ngay từ đầu đã mang sứ mệnh thông tin kịp thời về tình hình chiến sự trước ngày thống nhất đất nước và không khí xây dựng xã hội chủ nghĩa những năm sau đó. Rất nhiều thách thức phải đối mặt cả về cơ sở vật chất, điều kiện tác nghiệp, nhưng bằng tinh thần tự chủ và sức sáng tạo không ngừng, thời sự đã chinh phục khán giả bằng chất lượng của từng bản tin. Các phóng sự mang tính phản biện điều tra đầu tiên cũng gây được tiếng vang lớn. Việc đem thuốc lá lậu bắt được, tái xuất thì có thể đem lại một ít ngân sách cho địa phương và có lợi ích cho bản thân các lực lượng chống thuốc lá lậu. Nhưng cái hại lâu dài thì ai cũng thấy mà bà Nở đã phân tích. Chuyển mình theo bước tiến của đất nước, từ sau những năm 90, ban thời sự có những thay đổi rõ rệt. Với hạ tầng thiết bị được đầu tư nâng cấp, nhân sự tăng cường, số lượng bản tin tăng dần lên, các chuyên mục cũng nhiều hơn, đáp ứng nhu cầu thông tin đa dạng của khán giả. Giai đoạn này, ban thời sự đã vinh dự nhận huân chương lao động hạng nhất cho nỗ lực không mệt mỏi của cả đội ngũ. Phải nói là đấy là những năm tháng mà rất đáng nhớ. Và cái điều quan trọng đối với những người làm thời sự lúc đó và đối với tôi là lao động quên mình của anh chị em. Trong điều kiện mà đời sống rất là khó khăn, trong điều kiện mà xã hội không tránh khỏi những suy nghĩ khác nhau, nhưng mà những người làm thời sự luôn luôn vững vàng trên mặt trận tư tưởng, vượt tất cả nên tất cả những khó khăn để mà đảm bảo được làn sóng. Bám sát mọi chuyển biến của xã hội, những năm gần đây, cả về lượng và chất, với mạng lưới cung cấp thông tin rộng khắp cả trong nước và quốc tế, thiết bị hiện đại, công nghệ hỗ trợ và nhân sự ngày càng được chuyên nghiệp, thời sự đã trở thành điểm hẹn tin cậy của khán giả truyền hình. Trong các sự kiện quan trọng của đất nước hay quốc tế, các chương trình của thời sự đã luôn khẳng định được vị thế và uy tín. Giải thưởng Best Breaking News từ Hiệp hội Phát thanh Truyền hình Châu Á-Thái Bình Dương ABU là một ví dụ. Khi mà khán giả đến với Đài truyền Việt Nam thì hầu hết là chờ đợi cái chương trình thời sự. Chất chính luận ở trong các chương trình thời sự của Đài truyền Việt Nam là rất nổi bật. Và chính cái chất chính luận đấy nó đảm bảo cái tính chính xác, cái tính bổ ích và độ tin cậy của các thông tin ở trên chương trình thời sự của Đài truyền Việt Nam. Và cái đó thật sự nó khẳng định cái uy tín rất cao của Đài truyền hình Việt Nam. Với cái sự phát triển của xã hội thì cái mọi phương tiện cái thông tin đại chúng ấy, nó càng ra đời nhiều và nó tạo ra một cái sức ép cạnh tranh rất là lớn đối với những người làm tin tức của truyền hình nói chung và đối với cả anh em ban thời sự nói riêng. Tuy nhiên thì với dựa trên một cái nền tảng truyền thống rất là mạnh, rất là uy tín, được gây dựng bởi nhiều thế hệ những người làm thời sự của truyền hình Việt Nam, thì những cái thế hệ sau như chúng tôi ấy, có một cái bước đà phát triển rất là tốt. Và trên cái bước đà đấy cộng với cái sự nỗ lực của từng phóng viên, từng người làm trong ban thời sự ấy, thì nó tiếp tục nó tạo ra một cái uy tín, tạo ra một cái sức hút trước một cái sự cạnh tranh rất là khốc liệt hiện tại của cái thời đại thông tin như này. 50 năm đồng hành cùng sự phát triển của xã hội, thời sự của VTV vẫn luôn là nơi khán giả tìm đến mỗi khi cần có sự khẳng định về uy tín của thông tin. Niềm tự hào đó có được trong suốt nửa thế kỷ qua là nhờ những giá trị luôn được gìn giữ, đội ngũ nhân sự đầy đam mê, ngày càng chuyên nghiệp và hàng triệu khán giả luôn dõi theo hàng ngày. Trong cái thời đại truyền thông kỹ thuật số, báo chí của chúng ta không thể bao giờ có thể chạy đua về tốc độ đưa tin so với mạng xã hội. Nhưng mà báo chí của chúng ta sẽ vượt trội mạng xã hội bằng cái tính chuẩn mực, cái đạo đức nghề nghiệp và tinh thần trách nhiệm của những người làm báo. Thì cái này là cái thể hiện rất rõ ở chương trình thời sự của Đài truyền Việt Nam.
cái quan trọng mà để giữ được cái uy tín của thời sự, cái sự tin tưởng của cả lãnh đạo và nhân dân chính là cái việc xây dựng đội ngũ. Đội ngũ những người làm thời sự vững vàng về tư tưởng, về chính trị, không ngại khó khăn gian khổ, với tinh thần yêu nghề và trách nhiệm đối với đất nước, đối với nhân dân. Khán giả ở đâu, thời sự ở đó, đây không chỉ là tiêu chí mà còn là mong muốn của những người làm thời sự, sẽ luôn hướng đến và đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khán giả. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian cho VTV Kết Nối. Xin kính chào tạm biệt.